Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quan điểm chọn người yêu của Sam đẹp mà nghèo hơn giàu nhưng xấu Là một trong những sao nữ đắt sâu nhất nhì thị trường giải trí Việt nhưng Sam vẫn chưa tìm được người bạn đời lý tưởng. Xuất thân là một hot girl, nhiều năm qua Sam đã dần khẳng định vị thế của mình trong showbiz. Hiện tại, ngoài việc làm diễn viên, mẫu ảnh và MC cho nhiều show truyền hình, Sam còn có hoạt động kinh doanh cá nhân. Sau nhiều năm tích góp, cô nàng đã sở hữu khối tài sản cá nhân, lên đến hơn 50 tỷ đồng. Dù có cuộc sống thành đạt, nhưng đến nay Sam vẫn lẻ bóng một mình. Đường tình duyên của Sam nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Trong chương trình Cốc Cốc Sam ơi, cô nàng đã mời đến hai người thân trong vi biết là Ngô Kiến Huy và Chuân Phạm qua đó sam đã có những chia sẻ chân thành về quan niệm tình yêu của mình cụ thể ekip đã chuẩn bị sẵn một bộ câu hỏi về mẫu người yêu lý tưởng cho cô nàng nội diễn viên nghiêng về hình ảnh bạn trai lớn tuổi và good boy trai ngầu thích nấu ăn và có sáu muối nghe vậy chuyên phạm bèn phản bác đã thích ngầu lại còn chọn good boy hèn gì giờ vẫn vậy mặt khác ngô kiến huy lại cho rằng tiêu chuẩn mà sam đưa ra sẽ không tồn tại trong bất cứ người đàn ông nào tiếp đến cô nàng còn được hỏi những câu tế nhị về bạn trai tương lai dù có hơi ngượng ngùng nhưng sam vẫn nghiêng về các đáp án như kỹ năng mạnh bạo bật đèn và chủ động đặc biệt đến phần lựa chọn giữa xấu giàu với đẹp và nghèo Sam tỏ ra vô cùng phân vân. Cô thốt lên. Ủa không có cái nào chọn được luôn á mọi người. Không phải mình nói về vật chất. Nhưng vừa đẹp vừa nghèo. Không có làm được cái gì hết trơn. Xấu giàu là người có trí. Lấy tiền đi đập mặt là được. Sau khi nghe câu trả lời từ cô bạn Chun Phạm. Bèn phân tích. Đẹp nghèo có thể có sức khỏe mạnh bạo. Kỹ năng rồi từ từ giàu cũng được. Trong khi đó Ngô Kiến Huy cũng đồng tình em chọn bật đèn thì em phải chọn đẹp, còn tắt đèn là phải xấu. Nghe hai anh bạn thân phân tích xong, Sam gật gù đồng ý, rồi đổi lại đáp án là đẹp và nghèo. Ngoài ra, nữ MC cũng có những chia sẻ chân thành về câu chuyện tình yêu trong quá khứ của mình. Cô kể rằng trước đây mình đã quá đắm chìm trong chuyện tình cảm. Hồi còn trẻ, em có yêu một anh kia mà cứ cảm thấy sao anh ấy lại đi làm mãi vậy, chẳng có chút thời gian nào dành cho mình cả. Tính của em thì thích kiểm soát Đến một lúc không chịu được nữa thì em gây lộn Cô nàng tâm sự Nói về khoảng thời gian ấy Sam kể rằng cô không thể chấp nhận Việc người yêu dành hết thời gian cho công việc Đến bây giờ khi đương đầu với quá nhiều chuyện Cô mới dần hiểu được lý do Vì sao người ấy lại như thế Trải qua nhiều lần vấn đề trong cuộc sống, nữ MC đã dần đúc kết được những kinh nghiệm về tình yêu lẫn cách làm việc. Nói về cô bạn, Ngô Kiến Huy tâm sự rằng Thật ra Sam bây giờ có tất cả mọi thứ người ta ao ước luôn á. Xinh đẹp, thông minh, nổi tiếng, tiền, giàu, đẹp, đất đai, nhà cửa, nhiều quá. Nói chung là mọi thứ đều có hết. Trừ bồ. Mà người con trai đến với Sam cũng áp lực, tại em giỏi quá. Trong tình yêu là thế nhưng quan điểm của Sam với người mình sẽ cưới lại khác biệt. Trong một lần trò chuyện với Quỳnh Anskin, Sam lại bày tỏ. Tôi không phải là người đòi hỏi quá nhiều, nhưng nó cũng phải có gì đó làm tôi an toàn. Người yêu thì chưa là của tôi, nhưng nếu chuẩn bị cưới thì tôi nghĩ khoảng tầm 30-40 tỷ đồng, đó là con số an toàn. Khi được hỏi về độ tuổi kết hôn, nữ MC tiết lộ dự định là trước năm 35 tuổi. Sam cũng trải lòng rằng những người bên cạnh thường cho rằng cô quá mạnh mẽ. Trong khi đó đàn ông luôn thích những người phụ nữ yếu đuối, nhưng là vì bản năng nên cô không thay đổi được mình, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, sam đến nay vẫn độc thân. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.